Dạ vâng xin uh, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh youtube của cửa hàng âm thanh Nam tép uh, hôm nay cửa hàng em xin giới thiệu với các bác một số dòng đẩy chạy mạch class đáng mua nhất hiện nay trên thị trường đấy thì uh, hôm nay em đã thống kê cho đây tổng cộng là có 5 loại đẩy ở nhà em thì nó sẽ có nhiều hơn tuy nhiên đây là những cái dòng đẩy mà mạch class mà chúng ta đáng mua nhất uh, là những cái đồng đẩy mà cao cấp mà gọi là tinh túy nhất thì uh, uh, trong phù hợp với lại uh, karaoke gia đình và phù hợp với những các bác làm sự kiện nhỏ. Thì đây là một trong những cái dòng đẩy mà mạch class mà chúng ta em khẳng định các bác là dòng đẩy hay, đế xịn và rất là đáng mua tại cửa hàng em. Thì ở đây thì tổng cộng của nó là có bốn loại là hai kênh và có duy nhất một loại là ba kênh thôi. Đấy ba kênh. Thì trong cái clip này em sẽ nói cho các bác mấy vấn đề. Thứ nhất là giới thiệu đẩy đã đầy rồi nhưng mà em sẽ giới thiệu cho các bác là theo bậc thang theo thư bậc thang những cái mạch class nào sẽ là cao cấp nhất hiện nay và thứ hai là những con đẩy này công suất nó bao nhiêu tầm giá tiền nó bao nhiêu và nó đánh được loại gì và tại sao mà nó lại đáng mua vâng thì bây giờ em sẽ giới thiệu lần lượt cho các bác nhé em sẽ đi theo từ thấp tới cao từ thấp tới cao tức là về công nghệ chứ chưa nói về giá tiền nhé con đầu tiên em muốn giới thiệu đến các bác là con đẩy ba kênh con đẩy ba kênh đây thương hiệu chan audio đến từ Nhật Bản Đấy. đến từ Nhật Bản thì à, con đẩy này nó tổng cộng của nó là có 3 kênh và điều đặc biệt là nó chạy mạch class h à, mạch class AB thì em không giới thiệu ở đây tại vì cái đó là dòng mạch thường không có bùa và dòng mạch hiệu suất thấp nhất à, em không muốn nói đến thì em đã giới thiệu các bác đây là mạch class AB à, đối với những cái dòng đẩy mà chúng ta có khả năng là tương đương với những con đẩy này ở trên thị trường là chúng ta sẽ thấy là con bwk k 6 k 8 là nó có dòng đẩy à, một số những cái dòng đẩy mới một số cửa hàng đang bán ví dụ như thế là con à, b 3 hàng mới à, con mạc Điên, Đấy, thì đó đều là cũng những cái mạch nhà hát mà nó khá là giống cái mạch nó giống như con này thì nó là đều là mạch hát thì à, mạch hát thì nó sẽ cao hơn mạch calathea AB à, nó sẽ là một trong những cái dòng đẩy mạch là cũng là hay rất hay rồi bền ổn định cao bên và đặc biệt nữa rằng là à, mạch class thì à, nó cũng dễ sửa, nó không quá khó sửa. Đấy. À, nó sẽ khó hơn mạch thường một chút, tuy nhiên nó vẫn là dạng mạch dễ sửa và lành tính và đặc biệt là nó có bù áp nó khỏe. À, à, nó về dòng mạch class nó sẽ cao cấp hơn mạch class AB một chút ở đó là nó sẽ hiệu suất nó cao hơn. Thứ hai là nó có thêm bù áp cho nên mà nó đánh được những cái loa công suất lớn hơn nếu như cùng công suất. Nếu như mạch class AB à, cùng công suất với mạch class H thì mạch class AB nó chỉ đánh được cặp mà một cặp full 30 là có khả năng là chưa căng, tuy nhiên class H thì nó có thể đánh được hai cặp full 30, tại vì nó có mạch thêm bù áp. Khi đánh những cái dòng loa lớn thì nó có hỗ trợ thêm phần công suất ở đó cho nên mà nó khỏe hơn. À con đẩy trước mặt em đang giới thiệu các bác này là một con đẩy 3 kênh, chan audio uh, p EP 3 3500. Và con đẩy này thì nó sẽ có hai kênh một kênh 500W và một kênh là 800W thì con này là các bác có thể đánh cho em được hai cặp full bát 30 hai cặp full bát 30 và một con sub đơn bát 50 mươi bốn hoặc 50 là ok Sub hơi đấy thì cái mạch này thì con này nó thiết kế là nguồn đấy, nguồn của nó là à, nguồn 20 đấy nó có hai phần mình riêng việt phần bên này là chạy lò full công suất 500 w nó thiết kế đặc trưng là à, sò energy sò energy thì cái, các bác biết là cái sò là gì đặc điểm biển của nó là do là cái tiếng, phun tiếng chất của nó rất hay, rất sáng, rất chi là hay. Đấy, con này thì mỗi bên ở đây là mỗi uh, một vế của nó sẽ là có 8 sò, 8 sò là gì? Chúng ta có thể muốn nâng công suất thì chúng ta đóng thêm được hai con sò. Ở đây có trận trở rồi. Bác nào mà về có khả năng là vọc vạch muốn tìm hiểu muốn gắn thêm chế chứng là chúng ta chế, uh, chế thêm vào đây. Vào đây thì chúng ta có thể nâng lên được 600W một cây. À quên, 800W một cây nếu cái đủ sò đây thì một vế là tám ngón một cây nhá đấy con này nó đang trừ và nó đã đóng sẵn cho chúng ta con chữ đây rồi chúng ta chỉ việc về là ghép thêm sò thôi thì ở đây là nó mới ghép bốn con đấy chúng ta có thể ghép thêm được là bốn à, con một bên tức là hai bên là tám con chúng ta có thể cấy thêm được bốn con nữa thì nó nâng công suất của nó lên là được tám w thì nay là năm trăm mắt đấy thì à, đây bên nó gì còn bên này thì đánh xúc nói chung là nó thiết kế thiên về xúc hơn thì nó thiết kế một cái dòng xòa đặc trưng đánh súp mà hiện nay gọi là hay mà đời châu lì nhất thì là mạch chạy xòa Toshiba những tòa xòa Toshiba thì khi đánh đo full thì vẫn đánh ok được rất nhiều những dòng đẩy đang dùng tòa xòa Toshiba tuy nhiên là cái thế mạnh nhất của tòa xòa Toshiba nó là đánh lo full đúng không à, đánh lo, xong, xong xin lỗi ạ đánh lo súp đấy, cái thế mạnh nhất của nó đánh lo súp cho nên nó là riêng con canh ba này nó sẽ thiết kế khỏe hơn đấy nó khỏe hơn và nó đánh uh, lò xúc đấy con này mày uh, bo bên này sẽ là 8 w các bạn nhé đấy. đánh uh, lò xúc đấy đây là con này nhá con này thì cái giá bên này nó bán là 5 triệu 6 nhá đây con thứ nhất đến con thứ hai mạch cao hơn một chút là mạch class đi đây cái con po po mà 4 này con này có công suất là 6 w một kênh po mà 4 này mặt phanh nhôm hai con dưới này, này nhá mà bốn công suất là 6 w một kênh con này chạy mạch Clati -D. Dòng Cala TD thì nó ít sò hơn dòng H Tức là dòng mạch Cala H xong đến mạch này Đấy Đến mạch này Thì mạch Cala TD là một trong những cái dòng mạch Mà bên em cũng đang bán rất chi là nhiều Đặc biệt là sự ổn định Sự ổn định của nó và hiệu suất của nó cao Con này thì nó chạy cả mô phép Có cả mô phép và có cả sò của nó luôn Đấy Một vĩ của nó là có Đối với dòng mạch Cala H thì nó mới mới chỉ chạy sò thôi nhá Đến mạch Cala TD này nó đã có thêm mô phép rồi Mô phép thì nó khỏe hơn nhiều Đấy, cho nên mà mạch class TD thì à, khi mà công suất của con này ví dụ nó là 600W thì công suất của nó nó nguồn cũng không cần to, nguồn nó bé thôi, rất bé thôi. Tuy nhiên thì nó lại hiệu suất nó lại lớn thì nó không cần nguồn quá to, có mô phép và con này nữa là đặc biệt là nó hoạt động ở mức điện áp lớn, nó rơi vào tầm khoảng 200V. Đấy. Thì cho nên mà con này khá là khỏe, 600W. Thì đối với con đáy này thì các bác có thể đánh được những cái loại gì? À, đánh được à, full 40, à, xin lỗi ạ hai đôi phun 30 hoặc là một đôi phun 40 con 76 đấy, hai đôi phun 30 hoặc một đôi phun 40 con 16 nhá đấy đối với con này và con này bên đang bán với giá là 4 triệu 4 triệu 800 ngàn đồng đấy con này nhá. con vô màu 4 này nhá có hai con nhá và đến à, sau đến cả TD thì chúng ta sẽ đến con mạch là class lá đi đấy đấy thì nó sẽ cao hơn cả TD đến à, cả à, y thì à, cái phần à, mạch phần bo phần ấy của nó nó vẫn giống chúng ta là nhìn là khá là giống Đấy. À, Nếu như mà chúng ta không phải là thợ chiên thì chúng ta có rất um, dễ à, dầm, Nhầm lẫn giữa Clutch i và Clutch TD Đấy. Vì nó khá là giống nhau Đấy, Chúng ta nói là khá là giống nhau à, Về bo mạch về những cái cuộn cảm về chỡ về à, à, Về sò và về thậm chí là mô phép nó cũng khá là giống nhau Tuy nhiên Clutch i thì nó công nghệ nó cao hơn một chút Đấy. Cho nên mà Nó là một trong những cái dòng đẩy mà nó về 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 độ bền và độ chất của nó thì nó thừa hưởng từ cái con à, con cá lá tê đê này cho nên mà đây là một cái dòng đẩy cũng khá là hay à, ổn định khỏe đấy chỉ có điều là nó hiệu suất nó cao hơn và dòng đẩy này là, là cao cấp hơn ừ. thì con này là model của nó tên của nó là Famosa 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 là sao là âm thanh à, 7206 còn có một con duy nhất thôi ạ à, hàng này bao chuẩn cho các bác nhá thì con này là à, công suất của nó là hai kênh mỗi kênh cũng 600W và con này thì giá hàng này là do là thương hiệu lớn hơn nó thêm cái màn hình đây và hàng này xịn hơn thương hiệu xịn hơn thì giá nó sẽ cao hơn và con này bên em đang bán là 5 triệu 600 ngàn đồng nhá con đấy một con duy nhất phong sao đấy đấy các bác xem lại con đấy đây nhá mặt phanh nhôm cực kỳ là đẹp luôn đấy 5 triệu 600 ngàn đồng cùng công suất cùng công suất mà con này có 4 triệu tháng con này 5 triệu 6 lệch nhau tới 800 ngàn đồng À, cái phần mà lệch hơn thì nó nằm ở phần là công nghệ thứ hai nữa là hàng về thương hiệu các bác không nên so sánh không nên so sánh giữa một cái điện thoại Trung Quốc với lại một cái điện thoại Samsung hoặc là Apple nó cái kiểu nó là như thế cho nên mà giá nó cao hơn là nó có lý do của nó đấy. hàng nó sẽ chất hơn bác các bác thấy nó sẽ phải đẹp hơn đúng không đấy. thì con này là sẽ có 5 triệu 6 nhá đến cái phần con cuối cùng và có lẽ đây là cũng mạch cao nhất hiện nay ở trên thị trường đối với hàng bãi em chưa biết là hàng mới nó đã ra những cái mạch class gì nữa em chưa biết nhưng tạm thời đến đời, đến cái lúc này em mới em mới biết được là đến mạch class D hiện nay là mạch class cao nhất thì hai cái dòng đẩy này nó là đều chạy mạch class D một con này à, à em xin lỗi em sẽ nhắc lại cái này đang nói à, tất cả những cái con này à, con này và con này nó đều là chạy nguồn à, tăng phô các bác nhé riêng con này là chạy nguồn sung đấy Đấy. Thì uh, con uh, này AK AK tức là phăng, phăng audio Con này sẽ là nguồn sung và con này là nguồn tăng phô Đấy. Nó đều chạy là mạch uh, class D Đến cái mạch uh, cả TD này Class TD và class I này Thì nó đã Nó có chạy cả sò và chạy cả mô phép Nhưng sang đến dòng này Thì chúng ta sẽ không thấy nó xuất hiện những con sò ở Trong cái phần công suất của nó Mà thay vì nó sẽ chạy toàn bộ bằng mô phép nhé Đấy, Đây là class D Cà lát D thì là một trong những cái dòng đẩy là hiệu suất cao nhất hiện nay Có những con đẩy 1U Móng bằng nửa con này Công suất nó có tới là 2 ngàn w Thì những làm được những cái điều đó thì chỉ có cà lát D mới làm được Và phải là nguồn sung mới làm được Đấy à, Cái con này là nguồn tăng phô Nguồn tăng phô Con này là nguồn tăng phô này Nguồn tăng phô tuy nhiên là Các bác biết rằng nguồn tăng phô của nó nó cũng giới hạn Em thấy là nguồn tăng phô mà lớn nhất còn nó rơi vào tầm chỉ tầm 1.500W trở lại Em chưa thấy con đẩy nào nguồn tăng phô mà lên tới được 2.000W chỉ có nguồn sung Nguồn sung thì nó mới lớn hơn được Tại vì nguồn tăng phôn nó có cái giới hạn của nó là cái biến thế của nó Tới 2.000W một kênh thì tổng của nó phải 4 000 thì cái biến thế của nó to lắm Và chúng ta không thể khiêng được Đấy. Càng khỏe thì cái biến thế nó phải càng to Đấy. Thì con này Con này là nó là 800W một kênh Của thương hiệu TB Pro TB đây TB của Mỹ Mà 800 ba là mã Con này thì hôm qua em mới lên clip còn lại ba con nhé còn lại ba con tổng cộng của nó 7 con bán bốn con ngày hôm nay rồi còn lại ba con giới thiệu nốt cho các bác bác nào chốt ngày này con này em đang bán giá là 5 triệu 500 ngàn đồng các bác nhé 5 triệu 500 ngàn đồng con này là 800 w một kênh chạy mạch cà lát đê. nguồn tăng phô hàng này là hàng thương hiệu của mỹ hàng xịn đấy hàng này bảo hành cho các bác 3 tháng và đặc biệt là con đấy này các bác có thể đánh cho em được cả full đôi full đôi 40 mươi rồi đơn 50 ba 30 thì không phải đơn không phải đơn giản hay à, là quá đơn giản đấy tức là chúng ta có thể đánh được hai đôi full 40 Phun đôi cũng được nhá hoặc là hai đôi full 40 hoặc là một đôi xúc đơn 50 ok nhá đấy con này cực kỳ là khỏe luôn mà con này thì hàng xịn rồi Tính của đó các bác không phải miễn miễn phải nghĩ thế con này của nó là hàng xịn nhá lưu ý là các bác là hàng xịn tv của mỹ đấy con này là có giá 5 triệu rưỡi mạch cái đá d nhá và đến con cuối cùng này con này là hàng còn sót lại không phải là hàng xuất lại Mà là hàng này là hàng bị bom hàng Còn lại Hôm trước bên em đã bán live stream rồi Bán live stream cái lô hàng này Hết luôn đấy Nhưng tôi như là, còn xuất lại hai con Thì bữa nay nó mới về Tức là hàng gửi đi gửi về là tốt nhất là phải mất tầm 20 ngày Các bác hiểu không Thì là hôm nay là hàng nó mới về Tức là cái hàng này là hàng khách đặt nhưng không nhận hàng Đấy Em rất thì là cũng đau đầu về cái vấn đề là khách đặt không đây Thì là nếu như khách lạ thì em bắt cọc em mới chuyển Tuy nhiên là rất nhiều những ông khách quen, ông bảo chứ ông mua em cái con mic rồi, ông mua con này con kia rồi, không cần cọc. Cứ tiền tiền các bác này, cuối cùng là vào đến nơi các bác có nhận đâu. Các bác lại bom hàng ngày am. Càng khách quen em lại càng ấy, bây giờ bảo là khách quen thì phải cọc. Thì các bác bảo quen rồi, mua rồi, không cần phải cọc nữa. Bây giờ các bác ấy thì cũng ờ cho đi. Đi được cuối bác lại không nhận hàng lại về. Đây, hàng hoàn đây này, chính xác là nó đây. Đây nhá hàng này là đăng zin hết rồi các bác nhé em bao về các bác cứ cho thợ xôi thoải mái em nói zin là zin thì à, uh, em còn một con đây là hàng phang audio thương hiệu này của pháp mạch lát d nguồn sung Đấy. À, uh, ở đây con này là ak 500 là 500 w một kênh còn một con ak 700 này nhá một con ak 700 em chưa bóc ở đây là 700 w một kênh thì à, uh, à, uh, bác nào lấy con ak 700 thì báo em nhé còn một con ak 700 và đây là hai con ak 500 tại vì em chưa bóc hộp uh, em hàng hoàn về em chưa bóc ra cho nên em chưa lôi về đây cho nên mà à, các bác cứ nhớ cho em là có hai con 500 và một con 700 thương hiệu là Fang audio của Pháp con này mạch class đi và giá con 500 này thì bên em sẽ bán cho các bác là à, 3 triệu 800 ngàn đồng à, đối với con này thì các bác đánh cho em được hai đôi bát 30 ok nhá hai đôi bát 30 bao luôn đấy còn à, con này xịn như thế nào thì xin mời các bác xem lại cái video hôm em livestream em em đã livestream và em đã giới thiệu cho các bác là con này nó xịn như thế nào, mạch nó như thế nào. Thực sự là về nội thất của nó 10 điểm. 10 điểm các bác không thể chê nó được một cái gì cả. Về nội thất của nó tất cả những cái linh kiện, những cái ăn chở quân sứ, con tụ của nó đều có cái tem kiểm định hết. Đều có tem mã vạch ở trong nó hết, hàng cực kỳ là xịn luôn. Cho nên mà các bác không cần phải nghĩ là, là hàng đều hàng nhái gì cả. Đây là một em khẳng định các bác đây là hàng xịn và con này là các bác đánh con AK 500 này thì các bác đánh cho em được hai đôi hai đôi bát 30 nhá, bao cho các bác nhá. Và 3,8 triệu. Con con AK 700 sẽ là 4,3 triệu. Và em bao cho các bác đánh cho em được một full đôi 40 hoặc là đánh hai đôi full 30 nhá. Ok luôn. Đánh được một đôi sub đơn 50 luôn. 700W một kênh nhá. Đấy. Đối với con 500 này thì là 500W một kênh ở 8 ôm và 800W một kênh ở 4 ôm. Con 700 thì là 700W ở 8 ôm và 1100W ở 4 ôm. Đấy. Thì à, vừa rồi em đã giới thiệu về công nghệ tất cả mọi thứ liên quan đến cái lô đẩy này Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng em nhé Đấy, xin nhắc lại về thứ tự về công nghệ Thì chúng ta ở trong hôm nay thì chúng ta sẽ nói là đây là cả là hát này đấy, Là con này cả là hát Sau đến cả là TD Cả là Y Và cuối cùng đến cả là D Này luôn nha các bác thích con nào thì các bác liên hệ với cửa hàng em. À, số điện thoại ngay phía dưới màn hình nhé. Xin chào hẹn gặp lại tất cả các bác ạ. Xin chào nhá